Đang tao đang dưới đi bao bình đấy. Thật xuống nhá. Bao bình hát chạy cái nào. Cứ lẻ hát thôi. Để sau rồi lôi xuống. Rất khó làm. Người ta lôi xuống. Nó còn dính dưới cái cái trong cái chép hơi đâu. Không, tất cả đã vào túi. Nhiều hơn nhà mẹ đông. Là ổ, ổ xuống trong đấy kìa. Ông có chiến mất không? Ồ, được biết, được biết. Đấy. Biết là gió lung tung bây giờ. Ông có chiến mất. Ông đang xuống đi, ông đang trèo xuống một con cái đi. Còn ông kẹt nữa, ông bông ra bắt được là hai ông đi dần thôi. Thằng nào ông xuống được đi dần được rồi đấy. Hả? À, nhảy xuống. Mẹ, trong địa phương có 10 cái chức vụ, ông giữ chức 7. Giám đốc nhà văn hóa, kiêm quản trang, phó chi hội người cao tuổi, kiêm tư đình, tổ trưởng tổ bảo vệ, kiêm hẳn coi như là đội trưởng đội thích vũ kinh. Ông 10 chức vụ, ông lắm 7. Thế thôi chị rồi. Giám đốc nhà văn hóa, kiêm quản trang, chi hội trưởng người cao tuổi, kiêm tư đình. Là 4 rồi, 5 này. Hả? Là 5. À, đội trưởng đội bảo vệ, kiêm đội trưởng, kiêm đội trưởng đội tiếp booking. À, phó trưởng ban sinh đẻ kế hoạch thôn. Toàn cái này thì thế nào? Chưa mặc quần xin lít. Tiền nó vào quay mặt vào đường đi. Ông Long đứng xa xa ra một tí thì nó rộng. Cứ rú mà thế nó kéo cực kỳ khó mới là xa ra. Đứng rộng ra. Mẹ nó có trống to đấy. Ôi cái lồn. Anh làm bên kia cho ông vào kéo chì em cái. Ô vào kéo chì ông ơi. Chỉ được cái nhìn gái là tài. Nếu ai nhìn gái. Bảo hải ra bán cái ô tô lên đem thuyền lên. Lao cái làm rồi lao cái cháu ở ông đi chạy hộ vào bảo mang cái thuyền với mình cái xe cá đi mà sao vác cân cái thuyền hộ vào rồi đấy nhưng mà sao có cá không đó mang hai cái vợt nữa ừ, có đấy có đi nghe khi còn nhiều hơn nhiều hơn mà đâu khi nhiều hơn tầm này nó vừa chống lưng ngồi rồi. Ừ. Thì kéo lên nướng rồi, chỉ vẫn lộn. Ủa. À, vẫn được kéo vào phải nướng cá chép, vẫn được kéo vào. Vẫn kéo vào thôi, bục cái vào thôi. Mẹ này nhiều á. Kéo vào thôi, vẫn được kéo vẫn được kéo vào. Rồi để anh gì bầu nướng cho em gái, em vô túi vào. Ông đang xuống họ con cái túi bên này các bác ạ, con đi vòng trên bờ cái. Họ con mẻ đây đi. Quy măng lính tráng toàn hết đạn con quy kìa. Đúng mấy đợt tiếp rồi đội trẻ hơn. À quay thì quay đừng đưa anh đi đừng đưa anh đi sang Hàn Quốc được. Anh cứ nói thế vui thì vui quay nhưng mà thôi giữ trong máy thôi. Đừng đưa anh sang Hàn Quốc thôi anh bỏ mẹ đây. Nó chập vào đây. Nào. Ôi giời, sao người ta chắn thế. Sợ lối quá. Giờ này vẫn cứ chập lưới đến kia. Ăn mình gỡ mà không được cái thì kéo lên. Nó chán luôn. Cháu thua rồi chú bằng lính làm toàn lính hết đát mới này hết đát sử dụng. Mẹ đang kéo lưới mà gái trên bờ ngồi tỉnh hạnh cùi. Chú ngồi ngon như kia.
Khó mà đoạn rồi. Lên bờ đi. Lên bờ đi. Đang kéo lưới thọt rái rồi vẫn. Vẫn kiểu ngọt. Không được. Ra ra đi, ra đi. Ra đi. Đây. Ông đi xa vào một người thôi. Một người không làm được đâu. Sao không làm được? Ép chỉ một người ép đi. Tôi hai người đang ở bên đi chứ này. Hai người ép. Bắt một người ép vào. Ép chỉ. Ừ. Là cái bố kia này có dây thép cái gì mà lâu thế. Đúng không? Rất mạnh cái chi này vào. Đứng dăm dép này khỏi bọc vào đây cho nó không bịch bịch cùng nữa. Đấy, còn thiếu ấy. Đấy, cho nó xa ra. Ôm cả cái này đấy. Mẹ đang kéo cá bây giờ đám cưới đi qua. Ôi mẹ đếm cái gì đêm nay mình được đêm tân hôn. Ngay mình cứ bỏ dưới kéo đâu. Cái này nó phát đã được rồi. Chán lắm. Cứ hỏi sao mẹ kéo cá xong chủ ao đâu rồi. Ôi mẹ đang làm trên trạm xá truyền nước. Có hiểu không? Có hiểu từ ngữ đấy không? Kéo cá xong ở chủ ao đâu rồi. Anh kiện tôi, anh để đấy. Xong, ra hết. Anh bỏ tay anh quên đây nhá. Anh để tôi. Cầm lại anh để tôi. Đây. Chị biết lượng cá rồi thì sáng mùng 2 bố trí cho em. Đấy. Đấy. Đấy trời ơi đầy đấy. Cái miệng sau đấy, chắc hơn miệng trước.